Sau 2 tháng tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển U23 tập trung thi đấu tại vòng loại châu Á 2016, sân cỏ cả nước đã sôi động trở lại với vòng 9 Toyota V-League. Đội bóng xứ Thanh đến làm khách trên sân của Đồng Tháp với những xáo trộn bất ngờ trên băng ghế huấn luyện. Sự ra đi đột ngột của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đã giúp cho cựu danh thủ Hoàng Thanh Tùng lần thứ hai có cơ hội khẳng định tài năng của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và tận tâm tận sức cho đội bóng quê hương, quyết định đặt niềm tin vào một người trẻ trưởng thành từ nền bóng đá địa phương, cùng với chính sách đãi ngộ chiêu mời các cầu thủ gốc Thanh Hóa hồi hương đã và đang định hình rõ bước đi cũng như quan điểm của ban lãnh đạo câu lạc bộ, đó là tạo ra một đội bóng mạnh, một tập thể đoàn kết và giàu bản sắc ở V-League. Xin chào quý vị và các bạn, tôi đã có mặt tại sân vận động Cao Lãnh để tác nghiệp ở vòng đấu thứ 9 V-League 2015, trận đấu giữa đội chủ nhà Đồng Tháp đón tiếp các cầu thủ Thanh Hóa. Liệu rằng thành tích của đội bóng xứ Thanh sẽ như thế nào sau khi huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đã ra đi, và liệu rằng tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Thanh Tùng có màn ra mắt thành công hay không? Liệu rằng phong độ của các cầu thủ Thanh Hóa sẽ như thế nào sau quãng nghỉ dài khoảng gần 2 tháng? Và liệu rằng hai tuyển thủ U23 quốc gia là Nguyễn Hữu Dũng và Lê Thanh Bình có được tin dùng ở trận này? Và liệu rằng niềm vui, niềm tin của người mộ xứ Thanh đối với chiến thắng của đội bóng Thanh Hóa trên sân Đồng Tháp có trở thành hiện thực? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời. Dù được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ rất nhiệt tình, sôi động của khán giả nhà, song đội chủ sân Cao Lãnh lại bị giới chuyên môn đánh giá yếu hơn đối thủ rất nhiều. Bởi trong khi Đồng Tháp đang gục lặn ở khu vực cuối bảng xếp hạng, thì Thanh Hóa lại đang chiếm trệ trên top đầu V-League. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng ở trận đấu này là tích lũy thêm điểm số để tiếp tục vươn cao. Và mục tiêu đó nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm của Hoàng Đình Tùng. Ngay từ phút thứ 3, tiền đạo mang áo số 2 đã tận dụng triệt để sơ hở qua phòng ngự đội chủ nhà, đem về lợi thế dẫn trước cho đội bóng xứ Thanh. Bị dẫn trước qua trong vánh, huấn luyện viên Phạm Công Lộc của Đồng Tháp quyết định đẩy cao đội hình, đá đôi công với đội khách. Thực tế, nước cờ mạo hiểm này đã gây không ít sóng gió cho khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Các hậu vệ Thanh Hóa luôn phải tập trung cao độ để bọc lót cho nhau trước những pha hãm thành liên tiếp của các cầu thủ đội chủ nhà. Từ tình huống cố định cho đến từng pha phối hợp bóng sống, khán giả Đồng Tháp nhiều fan mừng hụt về những pha xử lý thiếu chính xác của các học trò huấn luyện viên Phạm Công Lộc. Còn đây là pha bóng mà đến lượt người hâm mộ bóng đá xứ Thanh phải thót tim. Tuy nhiên, như thường lệ, lá chắn thép Tô Vĩnh Lợi vẫn luôn xuất hiện kịp thời và đúng chỗ để ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn của đối phương. Mải miết tấn công, Đồng Tháp cũng để lộ nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Thanh Hóa khai thác. Tiền đạo nhập tịch Lê Văn Tân có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể ghi tên mình trên bảng tỷ số. Và hiệp đấu đầu tiên cũng khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi đưa Lưu Văn Hương vào thay trung vệ Đào Văn Phong bị chấn thương. Nhưng rồi mọi lo lắng về phong độ và tinh thần của Lưu Văn Hương trong lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ V-League 2015 nhanh chóng tan biến khi Thanh Hóa đã nâng tỷ số lên thành 2-0. Một kịch bản tương tự giống như hiệp 1 lại tái diễn. Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên, và người lập công vẫn là Hoàng Đình Tùng. Một góc khán đài sân Cao Lãnh rộn tiếng hoan ca, reo mừng của các cổ động viên Thanh Hóa, những người hâm mộ nhiệt thành đến từ các tỉnh thành lân cận, từ Thanh Hóa vào và từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống. Đội bóng xứ Thanh càng chơi càng cho thấy sự ra đi không hẹn trước huấn luyện viên Vũ Quang Bảo không hề ảnh hưởng đến tâm lý cũng như tinh thần của các cầu thủ. Họ vẫn giữ được phong độ tốt, đoàn kết, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của bóng đá xứ Thanh. Sự lăn xả đeo bám quyết liệt của các hậu vệ, sự ra vào hợp lý và chính xác của thủ thành Tô Vĩnh Lợi đã làm nản lòng các chân sút Đồng Tháp. Phút 71, siêu dự bị Lê Quốc Phương được tung vào sân nhằm tăng thêm sự biến hóa trong sức mạnh tấn công của Thanh Hóa. Và đúng là sự xuất hiện của chân truyền mang áo số 19 này đã giúp đội bóng áo đỏ thay đổi thế trận và tiếp tục tạo đột biến. Bên kia chiến tuyến, các chân sút bên phía Đồng Tháp vẫn tỏ ra rất vô duyên trước khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi.
Thậm chí họ còn có nhiều pha xử lý vụng về, không đúng với đẳng cấp của một đội bóng chuyên nghiệp. Trong khi đó, tiền đạo Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa lại giống như một chú sóc nhỏ, nhanh thoăn thoắt và kỹ thuật thì cũng cực kỳ khéo léo. Rất nhiều lần trong trận đấu này, Hoàng Đình Tùng đã khiến cho các hậu vệ đội chủ nhà phải mướt mồ hôi mỗi khi theo kèm anh. Chỉ ít phút sau khi bỏ lỡ một cội ngon ăn, Đình Tùng đã hoàn tất cú hat-trick của mình vào lưới của thủ thành Văn Bước. Tiếng vỗ tay reo hò hoan hỉ của các cổ động viên Thanh Hóa lại vang lên trên khán đài. Còn ở dưới sân, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng cũng chia sẻ niềm vui bằng những cái ôm thật chặt. Đá trên sân nhà mà lại bị đối phương dẫn trước đến 3 bàn. Thật dễ hiểu khi khán giả Đồng Tháp đồng loạt đứng dậy, bỏ về giữa chừng, dù trận đấu vẫn đang còn tiếp diễn. Và sau rất nhiều những nỗ lực tìm kiếm, mãi đến phút thứ 90, đội chủ nhà mới có được bàn thắng danh dự do công của tiền đạo Sang Sơn. Chung cuộc hai đội rời sân với chiến thắng 3-1 nghiêng về phía Thanh Hóa. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Thanh vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và giữ nguyên khoảng cách 2 điểm với đội dẫn đầu BKMX Bình Dương. Còn trong ban huấn luyện thì có sự thay đổi, thì cũng có sự thay đổi về cái chiến thuật. Đấy, mấy cái hai là sân khách này bọn tôi có cái đấu pháp hợp lý để toàn thể toàn đội để thực hiện tốt cái đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Và tôi rất vui là anh em là tinh thần thi đấu rất tốt. Sau 8 vòng đấu, Đồng Tháp bị thủng lưới 17 bàn. Hôm nay thi đấu vòng đấu thứ 9 bị thủng lưới 3 bàn. Cái đó thì tất cả các bạn, tất cả mọi người đều thấy hết rồi. Chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục. Nhưng mà hôm nay là ngay cái bài tủ của đội Thanh Hóa. Họ chơi phản công là chính. Và khi đội hình của chúng tôi dâng cao lên thì phản công thì họ có các cầu thủ có tốc độ nhanh hơn. Đặc biệt là cầu thủ số 2. Chính vì thế mà nó bị hàng hậu vệ bị thoát qua và họ ghi bàn. Chúng tôi cũng rất hy vọng là trong thời gian tới là chúng tôi sẽ khắc phục được cái điểm này. Sau cái trận đấu này thì mà tôi sẽ về chuẩn bị thật tốt cho cái trận với Bình Dương ở sân nhà. Tại vì đội Bình Dương là một đội mạnh, cho nên mình sẽ làm sao mình có cái đấu pháp thật hợp lý để thi đấu với Bình Dương. V-League đã trở lại và niềm vui lại đến với bóng đá xứ Thanh. Từ người hâm mộ cho đến ban huấn luyện và ban lãnh đạo câu lạc bộ, sóc nhỏ Hoàng Đình Tùng đã có một trận đấu quá xuất sắc. Tân huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng cũng đã có một sự khởi đầu như mơ. Rất nhiều cổ động viên lạc quan đã không ngần ngại bày tỏ cảm xúc cũng như tình yêu lớn lao của mình dành cho đội bóng quê hương. Là một người con em Thanh Hóa đang sinh sống và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay đi cùng với anh em cổ động viên Thanh Hóa xuống Đồng Tháp cổ vũ đội và rất là vui khi đội đã chiến thắng 3-1 trên sân khách, và cũng hy vọng là trong thời gian tới với sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới thì đội sẽ có những thành công nhiều hơn nữa. Tụi tôi là cũng là dân lao động, tức là bỏ một ngày công lao động và như vậy là bỏ cả như vậy tiền để cổ vũ cho như vậy quê hương. Em xin gửi lời tới cảm ơn tới ông Hoàng Thanh Tùng và các cầu thủ ngày hôm nay đã có một trận đấu thật sự thăng hoa và tuyệt vời. Qua đây, qua trận đấu này, em muốn gửi lời tới toàn bộ ban lãnh đạo và câu lạc bộ một lời chúc thật là may mắn để chúng ta cho cổ động viên Thanh Hóa được một lần mơ tới chức vô địch V-League. Đội bóng Thanh Hóa đang vào form với phong độ cao như một cỗ máy đang được vận hành trơn tru hiệu quả. Hy vọng huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng cùng các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì được tinh thần cũng như phong độ như lúc này để giành được kết quả thuận lợi trong cuộc quyết đấu tranh ngôi vị nhất bảng với BKMX Bình Dương diễn ra vào chiều thứ 6 ngày 17 tháng 4 tới đây ngay tại sân vận động tỉnh Thanh Hóa.